Bà bầu Xô Thủy Lê, cầu cứu. Con cô Sáu lên tiếng xin lỗi khán giả. Trong ngày hôm nay, bất ngờ phía bên cô Sáu có sự kiện đặc biệt. Đó là bầu Xô Thủy Lê đã mời ca sĩ HB sẽ trình diễn trong live show của cô ta vào ngày 30 tháng 8 này tại nhà hát Bến Thành. Có thể nói đây là live show đầu tiên tại Sài Gòn và lớn nhất mà con cô Sáu tham gia. Và cũng là trở lại con đường nghệ thuật sau thời gian hơn một năm bị khán giả tẩy chay. Nhưng cô đã vấp phải làn sóng tiếp theo, đó là khán giả đã đánh giá một sao cho chương trình này. Điều này đã làm cho Thủy Lê bầu Xô của HB hết sức bức xúc. Khán giả nếu theo dõi câu chuyện drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh thì sẽ biết về nhân vật Thủy Lê này. Thời gian ban đầu cô ta bên vực Hồng Long nên đã nói bất chấp phía bên gia đình cô Sáu, và Thủy Lê đã bị con cô Sáu kiện. Nhưng vụ kiện này không thành công vì Thủy Lê chối không nói con cô Sáu. Bẩn đi một thời gian thì Thủy Lê đã quay qua bên vực gia đình cô Sáu chú Bảy bằng việc qua xin lỗi hai người này. Cô ta xin lỗi bên nhà chú Bảy trước, rồi sau đó đã tặng cho chú Bảy 10 triệu đồng tiền đền bù tổn thương, cũng như sau đó đã đến quán cô Sáu đền bù 10 triệu đồng tiền tổn thương. Cô còn hứa sẽ đưa HP trở lại sân khấu để biểu diễn nghệ thuật. Và trong ngày hôm nay, bà bầu Thủy Lê vô cùng bức xúc khi bị khán giả đánh giá chương trình biểu diễn của mình một sau. Trong buổi họp báo ngày hôm nay, cô ta cũng đã trả lời với phóng viên như sau. Bà bầu Thủy Lê bày tỏ bức xúc khi chương trình do mình tổ chức xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, tràn ngập đánh giá một sao vì mời HP, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh biểu diễn. Mới đây bà bầu Thủy Lê có buổi chia sẻ về sự trở lại của ca sĩ HP sau một năm vắng bóng trên sân khấu vì ồn ào gia đình khi thông tin HP tham dự đêm nhạc vào ngày 30 tháng 8 tại phòng trà Bến Thành được công bố, thì hàng loạt anti-fan nhanh chóng tràn vào tấn công địa điểm này. Cụ thể, loạt đánh giá một sau trang của phòng trà Bến Thành trên Google cùng bình luận tiêu cực về đêm nhạc xuất hiện dày đặc. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản còn bình luận ác ý, kém văn minh dành cho ca sĩ HP. Chia sẻ với phóng viên về sự việc này, HP thừa nhận mình lần trước tình huống này. Lúc nhận được lời đề nghị của bầu Xô, tôi rất lo sợ, không biết rằng khi nhận lời tham gia show diễn này, mình có làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp của mình hay không. Thêm nữa, tôi cũng lo lắng, không biết địa điểm tổ chức có gặp phải tình huống giống như những nơi trước đây tôi từng biểu diễn. Vì vậy tôi cũng bày tỏ điều này với bầu Xô Thủy Lê để tránh ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên Thủy nói không sao cả, vì bạn ấy mong muốn tôi tiếp tục con đường nghệ thuật chứ không thể sợ hãi mãi như thế. Khi đó tôi mới quyết định tham gia chương trình. Dẫu vậy, như những gì tôi dự đoán, những người đó vẫn vào fanpage của phòng trà để đánh giá một sao. Thậm chí họ còn dùng những lời lẽ ác ý để bôi nhọ danh dự của tôi, cô nói. Trong khi đó, bầu Xô Thủy Lê tâm sự, dù biết rằng đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng cô vẫn mong muốn giúp đỡ HP quay lại nghệ thuật. Tôi rất bực mình khi có nhiều người hành động như thế. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến HP, mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của phòng trà. Tôi không hiểu sao những người đó không cho HP đi hát. HP có bị cấm hát đâu. Chính vì thế tôi sẽ làm hết sức và bằng mọi cách để giúp HP trở lại sân khấu. Trong khi đó HP bất ngờ, sau thời gian đối đầu với cộng đồng mạng, bây giờ cô ta đã khôn ngoan hơn, lên tiếng xin lỗi. HP thừa nhận từng có những phát ngôn sai lầm, nóng nảy gây mất hình ảnh. Hơn một năm qua, cuộc sống của cô có nhiều xáo trộn, ảnh hưởng cả tinh thần lẫn vật chất. Gần đây HP, cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, trở lại sân khấu sau một năm vắng bóng từ vụ ồn ào tranh chấp tài sản gia đình. Tuy nhiên, đêm nhạc tại phòng trà Bến Thành dự kiến có sự xuất hiện của HP, vấp phải nhiều phản đối từ anti-fan. Theo HP, hơn một năm vừa qua, làn sóng tấn công tại chai cô vẫn chưa dừng lại. Tôi bị anti-fan nhục mạ, chỉ trích bằng nhiều lời lẽ ác ý. Những nhóm anti-fan nhắn tin đả kích, chửi bới, đe dọa những show diễn, sự kiện có sự góp mặt của tôi. Gần đây phòng trà mời tôi diễn cũng bị ảnh hưởng, nhận những đánh giá với từ ngữ khó nghe. Vì tôi bị tấn công, không chỉ tác động đến tôi mà còn gây rắc rối mọi người xung quanh và gia đình tôi trong thời gian dài, ca sĩ nói. Nữ ca sĩ cho biết, khi nhìn lại một năm sóng gió, cô học được nhiều bài học, rút ra được những điều đã làm sai. Những ngày đầu xảy ra sự việc, tôi bị sụt cân, hoảng loạn tinh thần. Trước đây đọc bình luận tiêu cực, tôi không biết kiềm chế bản thân, buông ra nhiều lời phản biện. Sau đó tôi nhìn lại mình và thấy mình quá nóng nảy, có những phát ngôn không hay. Điều đó là sai, không phù hợp với hình ảnh một người hoạt động sân khấu.
Hiện tại, tôi đã biết cách lấy lại bình tĩnh hơn khi đối diện với những ý kiến ác ý. Tôi cũng nhận ra mình có lỗi khi xử sự không đúng đắn trong thời gian đó. Nhưng đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những khán giả không có cái nhìn thiện cảm về tôi sau sự việc. HB bộc bạch. HB cho biết, từ khi bị nhiều khán giả tẩy chay, cuộc sống của cô gặp khó khăn về kinh tế. Khi không đi hát, nữ ca sĩ mở quán ăn để trang trải chi phí sinh hoạt. Ông xã HB cũng bị ảnh hưởng bởi ồn ào gia đình. Từ khi xảy ra sự việc, tôi và chồng hầu như không được xuất hiện trong bất kỳ chương trình truyền hình nào. Thậm chí có phim đã ghi hình xong, ekip sản xuất phải gọi điện cho chồng tôi, nhờ chồng tôi quay lại vì đoạn nào có mặt chồng tôi là phải cắt bỏ. Có lúc tôi thật bế tắc, kiệt quệ vì chuyện của mình ảnh hưởng đến gia đình, có lỗi với chồng tôi, nhưng chồng vẫn không trách móc mà lặng lẽ hỗ trợ tôi phía sau. Gia đình là động lực để tôi cố gắng, tôi là trụ cột mà không vực dậy thì không được. May mắn là vẫn có những khán giả ủng hộ kênh YouTube và quán ăn của tôi, nên tôi vẫn trang trải được cuộc sống lúc này, HB cho hay. Nói thêm về đêm nhạc có chủ đề đam mê, tổ chức ngày 30 tháng 8, tại phòng trà Bến Thành, HB và Bảo Xô Tử Lê khẳng định, dù chỉ có một khán giả, HB vẫn sẽ hát. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ khách mời như Trường Sang, Châu Ngọc Hiếu. Tôi muốn cùng HB đối mặt, chuyện tới đâu giải quyết tới đó. Dù bị nhiều người công kích, đêm nhạc vẫn sẽ diễn ra. Chúng tôi mong không chỉ một, mà còn nhiều đêm nhạc khác. Nếu các nhà ít cũng không sao, HB vẫn muốn phục vụ cho những người luôn ủng hộ cô ấy. Bầu Xô cho hay, thời gian tới HB và ekip cũng sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý các trường hợp bôi nhọ vu khống trên mạng xã hội. Trước câu hỏi của phóng viên về mối quan hệ hiện tại và tiến trình hòa giải với Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ Vũ Linh, HB từ chối trả lời trực tiếp. Cô cho biết vụ tranh chấp di sản của nghệ sĩ Vũ Linh sẽ được giải quyết theo trình tự xử lý của tòa án. Đây là những gì con cô Sáu đã trả lời với báo chí sau một năm hơn thua trên mạng xã hội. Thì có lẽ HB đã thấm mệt và cô đã nhận ra càng đối đầu với cộng đồng mạng thì thời gian khán giả tẩy chay càng nhiều hơn. Và hôm nay cô ta mới thừa nhận trên báo chí. Nhưng theo khán giả thì cộng đồng mạng có tha thứ cho cô ta hay không? Khi cô đã có những phát ngôn đáp trả lại cộng đồng mạng một cách gay gắt, trong khi đó cô ta đang là một nghệ sĩ và đang hoạt động nghệ thuật. Trường hợp tương tự như HB đó là ca sĩ Nam Em. Trong nhiều tháng trước, cô ta cũng dùng các tài khoản mạng xã hội trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất showbiz, những nội dung phát ngôn gây tranh cãi. Thời gian đó Nam Em cũng đã bị tẩy chay. Hiện tại Nam Em đã lấy lại được tinh thần và cô cũng mong muốn trở lại với nghề nghiệp. Quay qua câu chuyện HB, mặc dù cả hai người ở trong hai drama khác nhau, Nam Em nói về góc khuất nghệ sĩ, HB tranh chấp tài sản một cách vô lý, cũng đều là những hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội. Do đó, để nhận được tình cảm của khán giả quay trở lại sân khấu, cần phải có một thời gian, nhất là mình phải có thiện chí. Khán giả khi nhìn thấy thiện chí đó, thì con đường phong sát nó dần dần rộng mở. Còn không thì có lẽ HB và Nam Em chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả ruột của mình. Sau khi HB trả lời trên báo chí, cô ta cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình, thì được phía bên cô ta lên tiếng ủng hộ và động viên. Phan Ý Linh, mình là con nhà nòi, dòng máu nghệ thuật đã đang và sẽ mãi chảy trong con người mình. Nghiệp cầm ca đâu phải ai ai cũng được trải đầy hoa hồng. Chúc chị luôn vững vàng để nuôi dưỡng đam mê cống hiến cho nghệ thuật. Mãi luôn yêu thương và ủng hộ HB trên mọi lĩnh vực. Chúc HB kiên cường và mạnh mẽ. Đây là bước ngoặt tạo tiền đề cho em trở lại sân khấu. Hãy vững vàng trước những ý kiến trái chiều nhé. Chị tin rằng sau show diễn của Bầu Thủy Lê, em sẽ tiếp tục có những dự án mới của các Bầu Xô. Sao pháp luật không bảo vệ một người công dân như em mà không có một cơ quan ngôn luận, một đoàn thể nào bảo vệ em trên không gian mạng cũng như ngoài xã hội? Chúng muốn triệt đường sống của em và gia đình em tránh đêm dài lắm mộng khi căn nhà chúng chưa chắc nắm trong tay. HB là một ca sĩ thực thụ và là cháu ruột của cậu Năm Vũ Linh, một ông hoàng hồ quảng đã được cả triệu triệu khán giả yêu mến từ trong và ngoài nước. Chỉ vì một đứa con nuôi đã đánh mất danh dự cậu Năm cùng với triệt đường sống của em HB, nhất là con đường nghệ thuật trên mọi hệ thống truyền thông. Nay khán giả đã dần hiểu ra và khán giả cần ủng hộ em HB, nhất là những show diễn trong và ngoài nước, đó là sự thể hiện yêu mến cậu Vũ Linh.
Đây là những ý kiến từ phía khán giả Con Cô Sáu. Còn hiện tại phải chờ show diễn hôm đó có thành công hay không là một chuyện khác. Sau lời xin lỗi khán giả nhưng mà không trả lời câu hỏi trọng tâm của nhà báo, đó là sự kiện tranh chấp tới đâu rồi. Đâu phải khi không khán giả tẩy chay cô ta vì câu chuyện cô ta tranh cãi trên mạng xã hội, mà là cô ta dành nhà cho ở nhờ, khán giả thấy vô lý nên mới phong sát cô ta. Để làm dịu dư luận thì mình phải làm sao? Đó là rút đơn kiện tụng lại. Thì dần dần khán giả có cái nhìn thiện cảm về mình, vì mình đã biết điểm dừng. Chứ kiện tụng vẫn đi kiện tụng đòi nhà cho ở nhờ, có nghĩa là mình nói mình đúng, trong khi đó cộng đồng mạng lại nói mình sai. Cái mâu thuẫn này nó đối nghịch nhau rất lớn. Gút mắt ở đâu thì mình mở ngay gút mắt đó. Trong bài báo này, cô ta còn nói mình sẽ nhờ pháp luật vô can thiệp. Nhưng làm sao có thể can thiệp hết, với số lượng người tẩy chay mình quá nhiều. 10 người nói mình thì có thể họ sai, nhưng hàng triệu người nói mình thì mình phải nhìn lại bản thân. Trong khi đó ngày hôm nay, chị Ni cũng đã cà khịa Con Cô Sáu. Cho Ni hỏi nhẹ cái là khi ở trong nhà 2 năm, nếu mà không phải thuộc diện hàng thừa kế thì chủ sở hữu đã viết di chúc để lại rồi, bắt gì dễ dụa chia cho mệt vậy. Kèm thêm chuyện làm bay nhà từ đường nữa thì chủ sở hữu không lo lắng mới lạ. Mới có chuyện dù ông Năm có thương con cháu cỡ nào, tuy là ở chung nhà cũng không cho vô hộ khẩu. Đơn giản dễ hiểu, quá rõ ràng mà. Hơn một năm qua không chịu hiểu, họp báo, cầu cứu cộng đồng mạng, những ai tham lam, tính âm mưu cướp nhà, cướp của, đồng lòng ủng hộ hả chèn. Truyền tải đến khán giả thông điệp gì? Khi ở nhờ, nhớ đồng sở hữu, chủ để không chịu cướp luôn cho bỏ ghét phải không? Cả năm qua, nhắc hoài không nhét vô đầu được sao ta? Luật thừa kế em đã học tới đâu rồi? Nhắc hoài tôi cũng mệt, mà làm màu quá, sẵn tôi nhắc luôn, giờ này còn gì nữa đâu mà ve với sầu.